Ví dụ tôi ăn là tôi phải ăn đúng ý tôi, thì bản chất bạn không phải là bạn bảo bạn là ngạo mạn, thì bản chất thật ra bạn đang ngạo mạn. Bạn ngủ bạn cũng bảo tôi phải ngủ đúng cái giường như thế này thì tôi mới ngủ được, cái phòng 5 sao này tôi mới ngủ được, thì bạn cứ bảo là bạn không ngạo mạn nhưng thực ra bạn đang ngạo mạn. Bạn bảo là tôi không thể ngồi nói chuyện với mấy ông nông dân được, thì thực ra bạn bảo bạn không ngạo mạn nhưng thực ra bạn đang ngạo mạn. Bạn bảo tôi không thể ăn sáng ở quán khác được ngoài cái quán này, bạn nói như vậy bạn không ngạo mạn thì thực ra bạn đang ngạo mạn. Cho nên cái này nó ẩn. Chúng ta cứ nghĩ là ngạo mạn là chúng ta phải sĩ diện, chúng ta phải oai với ai đó. Đôi khi chúng ta chỉ cần đơn giản với chính mình thôi, tự khắc ngạo mạn là hết. Thầy hướng dẫn giúp em làm sao sửa được tính ngạo mạn và cầu toàn ạ. Em cảm ơn thầy nhiều. Và hôm nay thì báo cáo thế này, báo cáo cả nhà, thì hôm nay tôi được may mắn là sang tiếp kiến và đàm đạo với thầy Vạn Lợi. Với thầy Vạn Lợi, thầy là chủ trì của thầy là phó ban biên phiên dịch sách kinh Phật của quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà đặt ở chùa gì ở Đông Anh ấy, Tuấn quên mất chùa rồi, tên chùa. Ở chùa đây là một chùa rất là lớn. Sau này rất là mong có cái chương trình tổ chức cộng đồng ứng dụng chuyển hóa tâm thức và CEO về, chúng ta về đây chúng ta thiền định bên chùa đấy khoảng mấy ngày. Vì chùa cơ sở vật chất rất tuyệt vời. Thì Tuấn được ngồi bên đó đàm đạo với ngài được khoảng một tiếng. Thế thì cái câu mà đầu tiên mà ngài có kể chuyện là cái câu đầu tiên mà ngài được học tiến sĩ Phật học ở bên Đài Loan ấy. Thì đại loại sáng nào cũng phải đọc cái câu này, đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Là chúng sinh là Bồ Tát. Những người ta gặp chứ, những người ta gặp là Bồ Tát. Còn ta chỉ là chúng sinh thôi. Những người ta gặp là Bồ Tát, còn ta là chúng sinh thôi. Thì mới bỏ được tính ngạo mạn và cầu toàn. Thế thì giống như ngày xưa ấy. Ngày xưa thì Tuấn luôn luôn nghĩ là mình là giỏi nhất thế giới này. Không ai giỏi bằng mình cả. Thế cho nên là phá sản liên miên. Ngạo mạn. Đi đâu cũng coi mình là trung tâm của vũ trụ và nghĩ là mình giỏi nhất. Nhưng quả thật từ ngày biết đến đạo Phật thì mình luôn luôn nghĩ mình chẳng là ai trong cuộc đời này cả. Cho nên là mọi người cứ bảo là trông thầy là chủ tịch của mấy cái tập đoàn mà trông chẳng giống chủ tịch tí nào cả. Là bởi vì là tôi ăn gì cũng được, tôi mặc gì cũng được, tôi ngủ ở trong môi trường nào cũng được, nói chuyện với ai cũng được, không phân biệt lái xe hay Grab hay bảo vệ hay là ông chủ tịch nước, không phân biệt. Ăn món gì cũng được, cho nắm xôi buổi sáng thì ăn nắm xôi, cho cái bánh mì thì ăn cái bánh mì, cho bát phở thì ăn bát phở, không có nhu cầu cũng đòi hỏi. Rồi là làm việc gì cũng được. Thấy anh em nó kê cái hội trường ở trong lớp mà người ta khiêng cái bàn ghế thì mình khiêng cũng được. Thấy anh em nó ngồi nó gõ cái máy tính công văn nó bận thì mình gõ cũng được. Tức là mình không phân biệt rằng là tôi phải là ai trong cuộc đời này. Thì từ cái ngày mà không cần biết mình là ai trong cuộc đời này nữa, chỉ cần biết là gì, việc này đến thì mình phải làm. Hiện nay đồ ăn nó chỉ có vậy thôi thì mình hãy nên ăn đi. Hiểu không? Cái chỗ ngủ trong cái điều kiện này nó chỉ có chỗ ngủ như thế này, mà có chỗ ngủ là tốt rồi thì ngủ đi. Hiểu không? Quần áo mà có cái mà mặc là tốt rồi thì mặc đi. Có vậy thôi. Chứ không có ngồi đòi hỏi gì sốt ruột nhiều. Vậy thì ở đây là nó nằm ở cái chỗ là khi nào thì bạn còn tính ngạo mạn và cầu toàn. Là khi chính bạn trong đời sống cá nhân của bạn, bạn chưa dễ tính với chính mình. Ngày nào mà mình còn không dễ tính với chính mình thì lấy đâu mà mình dễ tính với mọi người? Lấy đâu mà mình hết được tính ngạo mạn? Ví dụ tôi ăn là tôi phải ăn đúng ý tôi,
thì bản chất bạn không phải là bạn bảo bạn là ngạo mạn, thì bản chất thật ra bạn đang ngạo mạn. Bạn ngủ bạn cũng bảo tôi phải ngủ đúng cái giường như thế này thì tôi mới ngủ được, cái phòng 5 sao này tôi mới ngủ được, thì bạn cứ bảo là bạn không ngạo mạn nhưng thực ra bạn đang ngạo mạn. Bạn bảo là tôi không thể ngồi nói chuyện với mấy ông nông dân được, thì thực ra bạn bảo bạn không ngạo mạn nhưng thực ra bạn đang ngạo mạn. Bạn bảo tôi không thể ăn sáng ở quán khác được ngoài cái quán này, bạn nói như vậy bạn không ngạo mạn thì thực ra bạn đang ngạo mạn. Cho nên cái này nó ẩn. Chúng ta cứ nghĩ là ngạo mạn là chúng ta phải sĩ diện, chúng ta phải oai với ai đó. Đôi khi chúng ta chỉ cần đơn giản với chính mình thôi, tự khắc ngạo mạn nó hết. Thế y như ông Phật để ông chữa được cái ngạo mạn. Các thầy muốn chữa ngạo mạn cho cái thời kỳ ông Phật, nó vác cái bình bát lên xin ăn. Đến xin ăn mà còn làm được thì dễ tính với mình quá thôi. Thế thì có đâu còn ngạo mạn nữa. Nhưng mà đa phần chúng ta là cứ nghĩ là tôi muốn chữa hết ngạo mạn, tôi muốn hết cái ngạo mạn của tôi. Nhưng mà tôi lúc nào cũng khó tính với chính tôi. Tôi phải ăn được đúng chỗ này tôi mới ăn, ăn đúng món này tôi mới ăn, mặc đúng kiểu này tôi mới mặc, gặp đúng người này tôi mới nói chuyện, không? Rồi là đi đúng xe này tôi mới đi, không? Thế thì tự mình đã gây ra một cái rào cản ngạo mạn cho chính mình rồi. Nhưng mình tưởng là phải làm cái gì to tát thì nó mới hết ngạo mạn. Không, rất đơn giản, dễ tính với chính mình, sau đó sẽ dễ tính với mọi người. Đúng. Dễ tính ở đây là dễ tính trong đời sống sinh hoạt, trong hưởng thụ, nhưng cực kỳ khó tính với việc trao giá trị cho người khác. Thì như vậy là bạn sẽ hết ngạo mạn. Đấy. Chứ còn không có cách nào hết ngạo mạn nữa. Đầu tiên là dễ tính trong hưởng thụ của mình. Mà hưởng thụ của mình có cái gì đâu, là chỉ có ăn ngủ, đúng không? Ăn ngủ, làm việc, tiếp xúc với ai đó, nó đơn giản thôi. Nó có cái gì ghê gớm đâu. Chứ còn khó tính với mình trong trao giá trị. Mình làm cái gì thì phải biết trân trọng người khác. Làm cái gì cũng mong muốn làm cho người ta vui. Làm cái gì cũng phải mang lại sự bình an cho họ, sự an vui cho họ. Và nếu mà thấy mà mình làm cái gì, mình gặp một người mà cái người họ gặp mình họ chưa được an vui, thì mình phải khó tính với chính mình, để xét nét với chính mình, để về mình làm lại. Gặp một khách hàng mà mình chưa tư vấn được cho họ sự an vui, mình phải chăn trọng để mình về mình sửa mình. Đúng không? Về nói chuyện với mẹ mình mà sau khi nói chuyện một hồi làm cho mẹ mình mất đi sự an vui, thì chính mình cũng phải chăn trọng với chính mình. Thì cái đấy gọi là khó tính trong ứng xử với người khác. Khi khó tính khi mà trao giá trị cho người khác, khó tính với chính mình khi trao giá trị cho người khác, nhưng cực kỳ dễ tính với mình trong hưởng thụ. Cho nên rất nhiều người hỏi là em làm việc với thầy, thì thực ra em không biết thầy dễ tính hay khó tính. Thì tôi bảo là thầy rất dễ tính trong hưởng thụ, cho nên là mày cho thầy ăn gì cũng được. Cái phòng thầy mày kê kiểu gì cũng được, tao ngồi đâu cũng được. Đâu? Rồi mày sắp xếp là tao ngồi với ai cũng được. Mày được ngồi chỗ nào cũng được, thậm chí mày ngồi vào ghế chủ tịch cũng được. Tao rất đơn giản. Bảo với đứa thư ký mày. Trà thì mày pha trà ngon thì tao uống. Trà dở tao cũng uống. Có cà phê tao cũng uống, không có cà phê nước lọc tao uống, không có nước lọc thì không có cái gì tao ngồi im tao mắng cho mày. Cho tôi rất là dễ tính trong hưởng thụ với chính mình, nhưng cực kỳ khó tính trong trao giá trị, mang lại sự an vui cho người khác. Đấy, thì tự khắc là cái tính ngạo mạn của mình nó sẽ biến mất. Vậy thì hãy tập, và cái gì cũng phải có thời gian để tập. Tập dần một thời gian, thế là sự khó tính nó gì, cái sự ngạo mạn nó sẽ biến mất. Tôi thấy nhiều người khổ lắm, ăn một bữa mà họ muốn phải ăn đúng cái chỗ đấy họ phải ăn. Xong có những người họ phải đi đến 20 cây, xong đến chỉ để ăn một bữa đấy xong về. Mà trong khi đó còn rất nhiều việc có ý nghĩa trong cuộc đời này thì họ không làm. Mà họ phải đi cả 100 cây số chỉ để ăn một bữa cái đấy thôi rồi về. Tôi thấy tội nghiệp, khổ quá.
Nhưng mọi người thì suy nghĩ đấy là gì ạ? Họ hưởng thụ. Nhưng mà thực ra trong cuộc đời này hưởng thụ cái tinh hoa nhất ấy, hưởng thụ những cái thứ mà nó vi tế nhất ấy, chính là hưởng thụ cái niềm vui khi trao giá trị cho người khác. Tất nhiên ở mỗi tầng bậc nó sẽ khác nhau, thức ăn ở mỗi tầng bậc nó sẽ khác nhau. Tất nhiên thức ăn ở cái tầng thấp hơn thì chỉ cần ăn ngon mặc đẹp là họ ấy thích rồi, cái kiểu như vậy. Thế thì khi nào bạn phải tập dần cái thói quen này, dễ tính trong hưởng thụ đối với chính mình và rất khó tính trong tạo tác hành động của mình khi trao giá trị cho người khác. Rồi cảm ơn câu hỏi của Tuyền Nguyễn và chúc em sớm rời bỏ được một số cái thói quen xấu như vậy. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.